Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 13 tháng 4 sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Đối ngoại quốc phòng là tiên phong trong lĩnh vực trong